Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Dân chúng mong đợi ông Tô Lâm hiện thực hóa những phát biểu vượt rào của ông. Ngày 3 tháng 11, báo Tiếng Dân đăng bài bình luận chống lãng phí có chống được không của nhà báo Nguyễn Thông. Thời báo chấm đề giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Ông Tô Lâm viết hoặc ai viết dùm, khi nào thì tôi không rõ, chỉ biết chiều ngày 13 tháng 10, báo chí quốc danh đồng loạt đăng bài chống lãng phí đứng tên ông ở cương vị Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, hai vị trí cao vót trong bộ tứ. Điều này có nghĩa đây là mệnh lệnh của quốc gia. Kể từ khi ngồi ghế Tổng Bí Thư, lúc kim luôn cả Chủ tịch nước, ông Tô Lâm có những phát ngôn rất đổi mới, xé rào, tích cực, phá vỡ vùng cấm, được hầu hết dư luận xã hội, dân chúng đồng tình, đánh giá cao. Nhiều người bảo đó là tư duy, tinh thần kiểu Gorbachev hiếm xuất hiện ở xứ này gần thế kỷ này. Và đây là hình bài trên báo Tiến Dân suốt bao năm, nếu người nói không phải quan chức đứng đầu thì sẽ bị xử lý tội vạ miệng, chịu lên bờ xuống ruộng, nát đám cỏ gà, như Trần Độ, Trần Xuân Bách, Hồ Đức Việt là ví dụ. Dân mà phát ngôn vậy có khi bị bắt, đi tù do tội chống lại đảng, nhà nước, lợi dụng quyền tự do dân chủ. Về sự vạch áo cho người xem lưng, ông Tô Lâm dũng cảm, thẳng thắn hơn nhiều so với ông N. an N. Nguyễn Văn Linh ở thập niên năm 1980 đến 1990. Ông Linh chỉ dám nói và làm mong men những điều vụn vặt chứ không bao giờ dám đụng chạm tới thể chế, bộ máy thượng tầng đến những thứ được coi là cẩm kỵ có thể liên quan tới sự tồn vong của chế độ. Lâu nay người ta đã idol thần tượng hóa ông Linh quá đáng so với những gì ông ấy có. Ông Lâm lại càng hơn hẳn người tiền nhiệm, chỉ biết ngụp lặng trong mớ lý luận bùng nhùng tự mãn ôi ta là ta mà ta cứ say ta ông này tôi không cần biên thêm gì bởi thiên hạ đều biết cả rồi sau này lịch sử công bằng sẽ phán xét nhưng ngoái âm thai đời luôn có những chữ nhân giữa lời nói với việc làm luôn có khoảng cách thậm chí có tường thành vô hình không vượt qua được nói lời hay là một chuyện mà cơ bản phải chứng minh được cái hay ấy trong thực tế nếu chỉ nói hay thì ai bằng diễn viên nghệ sĩ sân khấu và sân khấu chính trị xứ này hơn 2 phần 3 thế kỷ qua, đầy nghệ sĩ nói hay hàng đầu. Nhân dân từng thất vọng quá nhiều về họ nên ít lòng tin vào họ, lời họ nói. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm, người có nhiều phát biểu được cho là thẳng thắn và được cho là có xu hướng gần phương Tây. Chỉ mong lần này, ông Tô không phải nghệ sĩ, dẫu hiểu làm chính trị rất cần lựa thời cơ để hành động chính xác, dục tóc bất đạt nhưng sự mong đợi của dân, nhất là dân đã từng bị lừa, không cho phép thời cơ nằm mãi trong thời gian vô tận, trong tương lai mờ mịt. Trong bài nghị luận chính trị xã hội, đúng công thức, đủ cả ba phần, mở bài, đặt vấn đề, thân bài, giải quyết vấn đề, kết luận, kết thúc vấn đề, rất chi hàng Lâm nói trên, ông Lâm chỉ rõ. Lãng phí còn diễn ra khá phổ biến, dưới nhiều dạng hình thức khác nhau, đã và đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho phát triển trong đó gây suy giảm nguồn lực con người, nguồn lực tài chính, giảm hiệu quả sản xuất, tăng gánh nặng chi phí, gây cạn kiệt tài nguyên, gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Hơn thế nữa, lãng phí còn gây suy giảm lòng tin của người dân với đảng, nhà nước, tạo rào cản vô hình trong phát triển kinh tế, xã hội, bỏ lỡ thời cơ phát triển của đất nước. Trích nguyên văn Đoạn văn trích nguyên vạn trên có một câu thiếu chủ ngữ, không nói rõ ai, cái gì, gây suy giảm nguồn lực con người. Thứ câu què cục này rất phổ biến ở đội ngũ trợ lý, thư ký của các sếp to trong các văn bản của nhà nước. Đó là mối nguy cho tiếng Việt. Thôi, sự này để bạn sau. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Dân chúng mong đợi ông Tô Lâm hiện thực quá những phát biểu vượt rào của ông. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Triều Tiên gửi quân đội hỗ trợ Nga trong cuộc chiến xâm lược Ukraine Ngày 2 tháng 11, VOA tiếng Việt cho hay, Ngoại trưởng Mỹ, lính Triều Tiên sắp tham chiến đánh Ukraine. Bài viết dẫn nguồn từ một hãng tin quốc tế theo đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ngày 31 tháng 10 phát biểu rằng Hoa Kỳ dự kiến trong vài ngày tới, lính Triều Tiên đang có mặt ở khu vực Coast của Nga sẽ tham chiến chống lại Ukraine. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết, phát biểu trên của ông Blinken nhằm thúc giục Trung Quốc tận dụng ảnh hưởng của mình để kiềm chế Bình Nhưỡng sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử phi đạn đạo xuyên lục địa bay xa nhất từ trước đến nay ngày 31 tháng 10. Hàn Quốc cảnh báo rằng Bình Nhưỡng có thể lấy công nghệ phi đạn từ Nga để đổi lại. Họ hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Theo VOA, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cho biết có 10.000 quân Triều Tiên ở Nga, bao gồm 8.000 quân ở khu vực Kursk, nơi lực lượng Ukraine vẫn đang chiếm giữ sau khi tiến vào vùng biên giới Nga vào tháng 8 vừa qua. VOA cũng cho biết, tại cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và những người đồng cấp Hàn Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói rằng Nga đã huấn luyện lính Triều Tiên về pháo binh, máy bay không người lái và các hoạt động bộ binh cơ bản, cho thấy họ hoàn toàn có ý định sử dụng lực lượng này trong các hoạt động tiền tuyến trong cuộc chiến Ukraine. Trong cuộc họp này, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã thảo luận về một loạt các phương án ứng phó, ông Blinken cho biết. Và ông nói thêm rằng, việc Moscow dùng lính Triều Tiên trong cuộc chiến nội xây thịt của họ chống lại Ukraine là dấu hiệu rõ ràng của sự yếu kém. Và đây là hình ảnh được cho là quân đội Triều Tiên đang huấn luyện ở Nga. VOA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cho hay, Hoa Kỳ sẽ công bố hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine trong những ngày tới. Ông Blinken cùng những người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản lên án vụ phóng phi đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên, cho rằng đây là hành vi vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo Hàn Quốc, thời gian bay của phi đạn là 87 phút, đưa gần như toàn bộ Hoa Kỳ vào tầm bắn. Vẫn theo VOA, ngày 31 tháng 10, Điện Kremlin đã từ chối bình luận khi được hỏi liệu Nga có đang giúp Triều Tiên phát triển phi đạn và công nghệ quân sự khác hay không. Trong khi đó, ông Blinken cho rằng Bắc Kinh giống như Washington nên hết sức quan tâm đến những gì Nga có thể đang làm để tăng cường năng lực quân sự của Triều Tiên vì điều này gây bất ổn cho châu Á. Ông Austin nói rằng Ngũ Giác Đài đang ở giai đoạn đánh giá rất sơ khởi về vụ phóng tên lửa nói trên và chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có sự tham gia của Nga tại thời điểm này. Và đây là hình vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên vào sáng ngày 31 tháng 10. VOA cho biết thêm, Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Malta, Hàn Quốc, Slovenia và Anh đã đồng loạt yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hợp về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và hai nhà ngoại giao cho biết Cuộc họp có khả năng sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 11. VOA tiếp tục dẫn tường thuật của hãng tin quốc tế. Theo đó, Washington cho biết Trung Quốc, nước đã ký quan hệ đối tác không giới hạn với Moscow trước cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, đã hỗ trợ cuộc chiến của Điện Kremlin bằng các mặt hàng sử dụng kép để chống đỡ cho cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga. Trung Quốc bắt bỏ cáo buộc của Hoa Kỳ về cái mà họ gọi là thương mại bình thường với Nga. Hãng tin quốc tế dẫn lời nhiều nhà phân tích phương Tây cho rằng, Trung Quốc nên lo ngại về bất kỳ sự tham gia nào của Triều Tiên vào cuộc chiến của Nga, bởi đó là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đã giảm bớt sự phụ thuộc vào Bắc Kinh và sự tham gia của họ sẽ thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các đồng minh châu Âu và châu Á của Washington. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Triều Tiên gỡ quân đội hỗ trợ Nga trong cuộc chiến xâm lược Ukraine xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thợ báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.